Vâng, chào mừng các bạn đến với series về bút chát. Chúng ta sang tiếp bài. Câu hỏi bài này. Bài này nhá. Là ta thiết kế cái form, thiết kế form nhá. Thiết kế form trong bút chát. Như bạn ghi ở đây là thiết kế tạo form trong bút chát. Tạo form. Lớp 2 bài 2. Tạo form trong bút chát. Thế thì chúng ta lại mở Visual Studio Code ra để mình tắt cái này. Visual Studio Code ra. Rồi. Đây là bài lab 2.1, bạn tạo một cái bài mới là lab 2.2. Cả chuẩn S đi. Ghi là lab22.html. Ok. Sau khi lab22.html thì bạn gõ này. B4 Ctrl Enter thì nó ra như thế này. Ok. Bây giờ các bạn mở thử cái trang này ra. Rồi, và kích nút vào đây xem tình hình như thế nào. Thì khi bạn mở lên nó chưa có gì cả. Chúng ta sẽ tiếp tục định nghĩa tiếp. Thế thì ở đây bạn mới định nghĩa cái này là lab 2.2. Rồi, các bạn chú ý tắt cái tiếng Việt đi. Bây giờ ta sẽ tạo một cái div. Div class là container. Ok. Ok. Sau đó ta gõ một cái ok, như thế này. Rồi bạn gõ. Đấy, hình ảnh như thế này. Tích vào đây ta cho text center. Rồi. Cho text center. Đấy, thì sẽ như thế này. Trong nội dung dưới này thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái phần này thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái form nhỉ. Thế thì cái form ở đây thì để định nghĩa form thì bạn chú ý là các bạn sẽ dùng cái panel nhé, dùng panel để chúng ta thiết kế form. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng là cái div class nhỉ, div class trước. Các bạn ạ, cái phần này bạn xóa đi nhé, các bạn gõ thôi này, div, ok, class, ok. Chúng ta sẽ sử dụng là panel. Rồi, ok, pa nail default. Đấy. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ có panel heading div. Div class là panel heading nhỉ. Yeah. Ok. Rồi, panel heading xong thì ở trong cái panel heading này bạn sẽ định nghĩa một cái là title nhập panel heading thì chúng ta sẽ định nghĩa div này. Class là panel title. Ok. Thì title ở đây chúng ta đặt tên là cái gì đấy? Bạn nhìn vào phần này thì title chúng ta là gì nhỉ? Nhập lương tháng 12. Có nhập lương tháng 12. Đấy. Chạy thế thôi. Ok. Lát nữa ta sẽ định nghĩa lại cái này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái div nữa là panel body. Đúng không? Div class là panel body. Ok. Đấy, trong panel body chúng ta sẽ định nghĩa một cái form. Đấy. Ok, thì lát nữa ta định nghĩa sau. Trong này chúng ta sẽ định nghĩa tiếp một cái div là panel footer. Class là panel footer. Ok, đấy. Thì trong cái panel footer thì chúng ta sẽ định nghĩa các thành phần khác nhỉ, là cái gì đấy thì lát nữa ta định nghĩa sau. Nào, bây giờ ta quay lại cái phần form. Ta quay lại cái phần form được chưa nhỉ? Thì trong cái phần form ấy, chúng ta sẽ phải định nghĩa là div
class chúng ta sẽ định nghĩa là row. Đấy. Ok. Trong cái row này thì chúng ta sẽ định nghĩa là ví dụ như là các bạn nhìn thấy đây. Chúng ta sẽ có 12 thì 66 đi, thì 66. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện là div class là gì nhỉ? Col. Yeah. Thôi được rồi, ta dùng form group đi. Ok. Col SM6. Như vậy chiếm 6 cột. Và chúng ta sẽ định nghĩa cái này là gì? Label mã nhân viên. Gì nhỉ? Nó giống như cái này, mã nhân viên. Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa một cái form control ở dưới, gì nhỉ? Xong input. Input rồi class form control nhé. Rồi. Thế thôi. Rồi, chúng ta mới thử vào đây. Chúng ta sẽ thấy được chưa nhỉ? Đấy, và nhân viên như thế. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ có những cái thành phần khác. Chúng ta cũng làm tương tự như nhỉ. Thế thì đấy là một cái cách mà chúng ta làm, nhưng mà để mà làm theo cách này thì đương nhiên là các bạn phải sử dụng cái, tức là chúng ta phải copy cái CSS, cái framework vừa rồi vào như nhỉ. Nhưng có một cách khác nó cũng tiện lợi hơn và nhanh hơn, thì đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn có cách là làm nhanh hơn, tức là chúng ta không dùng cái này nữa. Đây, từ chỗ này xóa đi. Form thì nó đơn giản thôi, ta chỉ cần gõ này, nhìn đây này, B4 nhé, form. Đấy. Thế bây giờ bạn muốn cái gì? Bạn muốn ví dụ form, form group, ví dụ như này, bạn muốn form group này. Đấy, ok. Thế thì bạn chỉ cần gõ này thôi. Ví dụ như mã nhân viên, ok. Bây giờ ta enter đây, thì nó sẽ ra luôn như này. Đấy, như thế thì nó nhanh hơn. Được chưa? Thế còn cái chỗ này, các bạn chú ý này, giả sử nó đang dài chiếm 12 cột, bây giờ bạn muốn nó chiếm ít cột hơn thì chúng ta sẽ định nghĩa như nào các bạn? Chúng ta sẽ định nghĩa là cái div class ở đây, chúng ta cho ở đây. Bạn ấy dùng như thế này. Bạn ấy dùng cái là gì? Col SM6. Đấy, như vậy cũng đạt được cái hiệu quả như bạn mong muốn và nó có vẻ là gì? Nhanh hơn. Đúng nhỉ? Thì đây là cái nó rất là hay như vậy. Tuy nhiên thì cái này chúng ta cũng phải đặt trước là gì thẻ form nhé. Đấy. Và cái form này cắt xuống đây. Đấy, như vậy nó cũng, nói chung là nếu biết cách vận dụng thì nó sẽ nhanh hơn nhỉ. Đấy, trường hợp đầu tiên là như thế. Ok. Tương tự như thế thì chúng ta sang cái trường hợp số 2. Thì bây giờ bạn để ý này, ở đây chúng ta lại phải có một cái bên này nữa. Mã nhân viên thì bên này sẽ có gì? Họ thì họ tên, đúng không? Thì chúng ta cũng làm tương tự thôi. Đúng nhỉ? Chúng ta sẽ, thực ra ta chỉ cần copy cái này. Ctrl C. Ctrl V. Và ta ghi là họ thì họ tên. Ok. Đấy. Ok. Đấy. Đúng gì nhỉ? Nhưng mà ở đây thì chúng ta lại muốn là nó nằm form, nó là đây là form, là form nằm ngang. Vì chúng ta muốn form nằm dọc thì sao các bạn? Thì như bạn đã học ở trong cái phần lý thuyết rồi, nó sẽ có cách để tạo form dọc như vậy. Thì ở đây chúng ta cứ làm tiếp những phần này. Bây giờ ta có này, câu lạc bộ này, thưởng này. Như vậy ta có câu lạc bộ thì cái chỗ này không phải là cái này nữa mà sẽ... có này form nhá, B4 rồi group, nhưng ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái form này. Đấy, select này. Đấy, ok. Như vậy chúng ta sẽ có một cái form
Tiếp theo ở đây sẽ chúng ta sẽ dùng cái là câu lạc bộ nhỉ? Câu lạc bộ ở đây ta ghi là Đà Nẵng. Hà Nội. Hồ Chí Minh. Ok. Đặt ra thử Ctrl S và chạy thử xem tình hình như thế nào. Bạn sẽ thấy nhá. Đây. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải ghi là gì? Cột là gì? Số 6 thôi, đúng nhỉ? 6 cột thôi. Vì thế ở trong này bạn phải ghi là gì đây? Côn SM là gì? 6. Ok. Đấy, thì nó sẽ đẹp hơn nhỉ. Câu lạc bộ. Tương tự, chúng ta sẽ có phần cuối cùng là thưởng nhỉ. Thì cái thưởng giống hệt cái kia thì bạn copy. Copy sang nhỉ. Như vậy ta sẽ có cái thưởng này. Bạn ghi đây là gì? Thưởng. Và chúng ta căn dấu cạnh, à đây, gõ như này nó sẽ ra được này chứ nhỉ.